Bạn muốn sở hữu cho bản thân một tài khoản VIP hay thử sức với vòng quay may mắn nhận ngay acc VIP cùng hàng loạt quân uy giá trị? Hãy đến ngay shopgthuchuvn để dinh về cho mình những tài khoản chơi game chất lượng cao. Truy cập ngay shopgthuchuvn, shop bán acc uy tín chất lượng hàng đầu Việt Nam. Cảnh báo đường link shopgthu.vn là shop lừa đảo. Các bạn để ý kỹ link website trước khi mua nhé. Nó là phải chiêu cuối, nhưng bây giờ thì chiêu cuối đã được hoán đổi sang thành chiêu 2. Và chiêu 2 trước đây được hoán đổi thành chiêu cuối bây giờ. Kiểu gì? Cho nên nay hơn 70 tuổi mà cứ chưa gặp cái trường hợp nào mà như thế nào. Nó ở cái tập chất. Dạ, cung phân gia, tính đường. Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Rất vui khi mà chúng ta lại được gặp nhau rồi. Và ngày hôm nay nhận thấy khi mà vị tướng John có sự thay đổi về sức mạnh, cũng như là thực hiện yêu cầu của rất là nhiều bạn khán giả, mình sẽ đem đến cho tất cả các bạn sự thay đổi của vị tướng John đây. Hiện tại thì mình đang lạc trôi ở phiên bản Trung Quốc nha, bởi vì phiên bản Việt Nam của chúng ta chưa update, vậy nên là mình đành phải sang phiên bản này để có thể review cho tất cả các bạn sự thay đổi của vị tướng John. Chính thức hoán đổi kỹ năng các bạn ạ. Như các bạn cũng quan sát là mình cộng cái chiêu 2 trước, và khi mà mình sử dụng chiêu 2, đó, các bạn thấy lạ chưa? What the hell? Thôi nào, chưa gì thời điểm đầu game mà đánh cho mình không trượt phát nào. Trời đất ơi, tí nữa thì mình bốc cơ các bạn ạ. Còn đúng xíu máu đây này. Chưa kịp giới thiệu cái gì cả mà bị đánh te tua lên bờ xuống ruộng. Hy vọng rằng ngày hôm nay đồng đội của mình có thể bảo kê được mình để có thể mình review cận cảnh cho người sức mạnh. Có rác ơi, cáo bừa đi bạn ạ. Không cần mình ngắm chỉnh gì đâu, đang có Vera tới hỗ trợ rồi. Hay quá, giữ vị trí và sau đó là chúng ta cứ sấy thôi. Một mạng chén cơm đầu. Một mạng rồi. Mà được cái là team bạn có vẻ quan tâm cái đường này rất đặc biệt, khi mà Ignis cũng gánh rất là sớm. Kéo bừa đi Grack ạ. Không cần phải ngắm nhiếc làm gì. Đúng rồi, kéo như vậy là tuyệt vời. Và bắn tiếp team bạn thôi. Đấy, Ignis phải tốc biến chạy mất rồi, nhưng mà Grack team mình thì bốc hơi. Thôi nha, có lẽ mình về đây và thông báo cho người về sự thay đổi. Như các bạn vừa xong quan sát, mình kích hoạt chiêu 2 mình bắn. Đáng ra cái chiêu 2 nó là phải chiêu cuối đúng không? Nó là phải chiêu cuối, nhưng bây giờ thì chiêu cuối đã được hoán đổi sang thành chiêu 2. Và chiêu 2 trước đây được hoán đổi thành chiêu cuối bây giờ. Đấy, vậy nên chúng ta có thể spam được cái chiêu 2 này liên tục. Chúng ta có thể bắn được tên từ xa liên tục. Và cơ chế nó cũng có sự thay đổi luôn. Thay đổi đến từ nội tại chiêu 1, chiêu 2, chiêu 3. Như các bạn cũng quan sát, hiện tại mình bắn không gây được ra sát tương chuẩn. Hiện tại thì Zone ở phiên bản chính thức chúng ta là Zone bắn được sát thương chuẩn. Nhưng bây giờ nội tại của Zone là không thể bắn được sát thương chuẩn nha mọi người nha. Khổ thế nhờ, Ignis team bạn ganh cái đường này nhiều dã man. Bây giờ là cứ giữ vị trí và sau đó mình cho thanh niên Grack team bạn chết luôn. Nhưng mà Grack team mình, Grack team mình vẫn sống kìa. Thế này thì có thêm cả Nacros hỗ trợ nữa. Nào ơi, nào chiếm nó đi chứ còn gì nữa, mình sẽ hỗ trợ bạn nhiệt tình cho. Mình xin một mạng nữa nào. Ôi giời, phí thế nhờ. Cứ tưởng mình ăn mạng được của Ignis cơ. Đấy nha, nội tại sẽ không còn gây được sát tương chuẩn nữa. Đây là cái sự tổn thất cực kỳ lớn. Ngoài ra thì chiêu 1 của vị tướng John có sự thay đổi như sau. Tăng hiệu ứng đánh trúng tướng địch khiến kẻ địch bị giảm 25% tốc chạy trong 2 giây. Và ngoài ra chiêu 1 xóa bỏ đi hiệu ứng khống chế nha. Chiêu 1 các bạn thường các bạn sử dụng sẽ khống chế đối phương, nhưng bây giờ sẽ không còn khống chế nữa, mà lập tức nó sẽ khiến cho kẻ địch bị giảm tốc độ di chuyển. Đấy, bị giảm 25% tốc độ di chuyển trong 2 giây thay vì là khống chế. Đó là về sự thay đổi đến từ chiêu 1. Ngoài ra thì chiêu 2 cũng có sự thay đổi. Chiêu 2 đổi thành tên thần nha mọi người. Trước đây thì chiêu 2 chúng ta đặt ra một cái vòng tròn, sau đó là như kiểu là mưa tên ấy. Nhưng bây giờ chiêu 2 thì là tên thần rồi. Các bạn có thể sử dụng được chiêu 2 từ xa một cách dễ dàng. Đấy, các bạn nhìn thấy không? Nope. Mình bắn rồi, xịt sư mất rồi đâu. Nếu như trước đây phải chờ đợi cái chiêu cuối rất lâu, các bạn mới có thể bắn được cái mũi tên từ xa. Nhưng bây giờ thì cái chiêu cuối được dồn được hoán đổi sang thành chiêu 2 rồi, vậy nên là dí luôn. Này thì giọt cờ chết này. Ngoài ra Grack team bạn ơi, cho mình xin mạng thứ 6.
cố gắng làm cái gì, chết nha. Quả phải công nhận là support team mình đánh tuyệt vời quá, khiến cho bản thân mình không xanh hơi phí các bạn ạ. Thêm quả triệu vân này, Crack hỗ trợ mình. Đó, giữ vị trí thôi. Bắn thêm quả chiêu 2 và nữa, nhìn đây, chết tiếp. Đấy, chiêu 2 bây giờ bắn rất là lợi nha mọi người. Cụ thể chiêu 2 có sự thay đổi như sau. Chiêu 2, điều chỉnh sát thương trước khi thay đổi là 10% máu đã mất mục tiêu, sau khi thay đổi là 5% cho đến 10% máu đã mất của mục tiêu. Sau khi thay đổi thì nó sẽ không còn mặc định là 10% máu đã mất đâu nha. Nó sẽ là từ 5% cho đến 10%. Ngoài ra thì giờ thời gian hồi chiêu đến từ chiêu 2 cũng có sự thay đổi luôn. Cụ thể, trước khi thay đổi là 20 giây, 17 giây, 14 giây, sau khi thay đổi được giảm xuống còn 15 giây, 14 giây, 13 giây, 12 giây, 11 giây và 10 giây. Đấy, thời gian hồi chiêu của chiêu 2 cũng đã được giảm đi khá là nhiều rồi. Không có lâu như ngày xưa nữa mà chiêu 2 bây giờ chúng ta có thể sử dụng được liên tục bởi vì thời gian cũng đã được giảm. Bắt luôn Ignis thôi chứ còn gì nữa, không ai bắt mình thì mình giữ vị trí mình sấy tự nhiên thôi. Và ra ơi, cho mình xin một vài mạng đi bạn. Tiếp tục là Garak team bạn này. Trời đất ơi, cho mình xin mạng này. Vera nốt rồi. Thôi cho mình xin mạng của Joker nhé bạn. Bạn ăn 2 mạng rồi còn gì nữa. Trời đất ơi, nó ăn 3 mạng triple kill rồi còn đâu. Nó không cho mình một cái mạng nào luôn các bạn ạ. À, lại thêm Euron này. Cứ giữ vị trí thôi. Thêm sự hỗ trợ của Garak nữa. Và mình cho Euron. À, Euron à, bây giờ thì một sấy chết luôn. Chiêu 2 các bạn để ý giúp mình nha. Chiêu 2 bây giờ mình có thêm được hiệu ứng đẩy lùi nữa các bạn ạ. Đẩy lùi, nhìn đây, bắn đẩy lùi được Triệu Vân và đầu tư tốc biến lên một cái áp sát Triệu Vân. Bắn cho phát nữa là chết. Các bạn nhìn thấy chiêu 2 chưa? Chiêu 2 thêm một cái hiệu ứng đẩy lùi kẻ địch trước mặt. Vậy nên bây giờ để mà các vị tướng áp sát zone một phát, các bạn sử dụng chiêu 2 các bạn sẽ bắn đẩy lùi đối phương luôn. Thêm cái này thì xóa cái kia. Khi mà thêm hiệu ứng đẩy lùi kẻ địch trước mặt thì chính thức xóa bỏ đi sát tương lên quái rừng nha mọi người. Bây giờ các bạn sử dụng cái mũi tên bắn từ xa ấy, cái tên thần ấy, thì lập tức các bạn sẽ không cướp được tà thần các kiểu nữa đâu. Không cướp được dòng tà thần đâu. Đấy, bởi vì chiêu 2 bây giờ nó sẽ không gây được sát tương lên quái rừng nữa rồi. Ví dụ như là bùa xanh bùa đỏ các bạn cũng chả cướp được nhá. Tà thần các bạn cũng không thể sử dụng chiêu 2 để cướp được. Đấy, đấy là sự tổn thất. Cứ giữ vị trí mà sấy này. Garak team bạn không còn quá nhiều máu. Ôi, cả Joker nữa. Chỉ cần một sấy rồi, double kill. Nope. Ôi, anh Triệu Vân, thôi sao? Gặp được anh Triệu Vân anh bổ cho cái không kịp ngáp luôn rồi. Không kịp nhìn thấy mặt trời. Không biết là các bạn đánh giá ra sao khi mà chiêu tên thần của các bạn. Thường thường từ trước tới nay các bạn căn chiêu tên thần để có thể bắn cướp tà thần, bắn cướp rồng, bắn cướp bùa xanh các kiểu. Nhưng bây giờ thì xóa đi cái lượng sát thương lên quái rừng rồi, vậy nên các bạn bắn cái chiêu tên thần ấy, nó sẽ bắn xuyên qua tà thần, xuyên qua rồng và không mất máu nha mọi người. Không chỉ thế, chiêu 3 của vị tướng Zone có sự thay đổi. Chiêu 3 giờ đổi thành mưa tên. Ngày xưa là nó sử dụng chiêu 2 nhưng bây giờ thì đổi sang thành chiêu 3 rồi. Điều chỉnh sát thương trước khi thay đổi là 105 cộng 42% công vật lý cộng thêm, sau khi thay đổi được tăng lên thành 500 cộng 75% công vật lý cộng thêm. Sát thương tăng rất nhiều các bạn ạ. Sát thương đến từ chiêu cuối tăng rất nhiều nha. Ngoài ra thì thời gian hồi chiêu trước khi thay đổi là 18, 17, 16, 15, 14, 13 giây, sau khi thay đổi là 40, 30, 20 giây. Đấy, đấy là chiêu cuối. Nhìn Joker này, Joker chết làm sao mà chạy được. Chiêu 3 bây giờ ấy là cái mưa tên. Mưa tên của vị tướng John bây giờ nó gây sát thương rất lớn. Trước khi thay đổi sát thương chỉ có 105 thôi, nhưng bây giờ lên hẳn 500 sát thương luôn. Ngoài ra là cộng 75% công vật lý cộng thêm, thay vì là cộng 42% công vật lý cộng thêm như trước đây. Đấy, các bạn nhìn thấy qua là sát thương nó được rất là nhiều rồi. Còn về thời gian hồi chiêu đến từ chiêu 3 thì cũng không thể phàn nàn được, bởi vì đấy là chiêu cuối mà. Chiêu cuối thì có thời gian hồi chiêu lâu là cũng đúng thôi, chứ không thể nào chiêu cuối trong chớp nhoáng các bạn có thể hồi được nhanh đâu. Đấy là sự thay đổi của vị tướng Zone, mình đã thông báo cho người chính thức. Zone đã thay đổi lại cơ chế, xóa đi rất là nhiều thứ như là sát tương chuẩn, xóa đi hiệu ứng khống chế đến từ chiêu thứ nhất, xóa đi sát tương lên quái rừng nếu như các bạn bắn tên thần. Ngoài ra thì hoán đổi kỹ năng chiêu 2, hoán đổi kỹ năng chiêu 2 và chiêu 3 hoán đổi với nhau so với những cái phiên bản hiện tại chúng ta đang trải nghiệm. Euron ơi, chết hay không? Chết luôn nè. Đấy, spam cái tên thần bây giờ liên tục luôn, cứ mấy giây là hồi rồi. Đánh càng đến cuối game thì cái chiêu 2 của các bạn nó sẽ hồi rất nhanh, tên thần hồi rất là nhanh nha. Cái kỹ năng này giúp các bạn có thể ăn mạng được cực kỳ dễ dàng. Và bây giờ thì một mình tôi cần hết luôn này, thì Garak team bạn này 20 vàng rẻ thế nhở.
Các bạn đừng có nghĩ là chiều 2 bây giờ sát tường bé nha, sát tường cũng rất to đấy. Với sự thay đổi như thế này, mình nghĩ chắc chắn một điều John sẽ quay trở lại mạnh mẽ hơn trong phiên bản sắp tới. Nào, tiếp tục là Ignite team bạn. Ôi dồi ôi, Ron dí mình à? Dí sao được? Ơ, đuổi mình đi này. Không đuổi, à đuổi mình à? Đuổi thì tôi đứng và sau tôi xấy tiếp chạy đâu. Thế mà Ron né được hết nội tại vô tận tên của mình rồi. Từ từ nha, để mình ra mình cấu diệt tiếp này. Cấu gì à? Nào, cấu diệt tiếp và chiêu 2 có thì chúng ta ngắm chuẩn. Lên bảng điểm số đấy. Khổ thân Ron quá, tàn chết dưới cái tên thần của mình thôi. Mà bản thân của mình sắp hết sạch mana rồi, còn đâu. Nào, bắn chiêu 2 chuẩn vào Grack một cái nha. Grack ơi. Ờ, chưa kịp bắn thì bạn ấy chết sư nó rồi. Thôi mình về đây. Tính ra thì tốn mana ra phết các bạn ạ. Bởi vì khi mà chiêu 2 bắn tên thần liên tục như thế này thì các bạn có thể bắn được nhiều. Bắn nhiều, spam nhiều thì tốn năng lượng. Đấy, nhìn xem có trúng được ai không nhá. Xem nào. Úi, chết luôn các bạn ạ. Vãi trưởng spam chiêu 2 chết luôn Ignis. Khi mà cái chiêu 2 của các bạn hồi liên tục như thế này thì tha hồ mà các bạn spam nhiều thì tốn năng lượng. Trước đây thì chiêu 2 các bạn không spam mấy, bởi vì chiêu 2 là mưa tên. Nhưng bây giờ chiêu 2 của nó là tên thần cơ, thì spam được liên tục. Spam từ xa để gây sát thương. Grack ơi, Grack nè. Ủa, cảm giác bây giờ sát thương của mình nó to quá, team bạn không đỡ nổi luôn. Mặc dù đã không còn sát thương chuẩn nữa rồi. Tiếp tục là Euron team bạn nha. Thế mà Euron kết quả chung cuối nhảy lên trời rồi thì xử lý Ignite nốt này. Cứ gặp mình là tắt nắng thôi. Chiêu 2 lại có rồi đây nhìn bạn. Bắn chiều 2 phát có mạng luôn. Ok, chắc có lẽ mình sẽ kết thúc luôn trận đấu tại đây mọi người nha. Giữ vị trí ăn thêm một vài mạng nữa. Joker này, Joker chết tiếp. 21 mạng rồi còn đâu. Rất là cảm ơn các bạn đã dành thời gian quý giá để xem clip của mình. Dù sao thì mình cũng đã thông báo cho người về sự thay đổi đến từ vị tướng John rồi. Hoán đổi lại kỹ năng. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Bye bye người, bye bye.